Nhìn dĩa gà là cái khay gà là muốn ăn liền luôn cả nhà ơi. Bây giờ em chuẩn bị xé ra và sấy nha. Nực mũi luôn á. Cái dĩa này để mà chuẩn bị bỏ vô bếp sấy nha cả nhà mình. Út, giờ em đảo xong khoảng 10 phút nữa Út kêu em nha. Ủa gì kỳ vậy? 10 phút đảo lần hả? Trời ơi, tự nhiên đáng lẽ là người ta... Nửa tiếng không? Không, mình... mình cái chỗ to, mình nó hơi nhỏ nè. Cái khay của mình nó hơi nhỏ, mình xiên đảo. Xiên đảo thì cái gà nó sẽ khô đều nó ngon. Khô đều cho nó ngon. Nó không có bị ẩm mốc.